Vâng, như Paris, vâng, thì tôi bị một năm nay rồi. Yeah. Vâng, cứ mới đầu thì nó đau lưng, xong rồi nó chuyển xuống chân. Đi châm cứu cũng không hết, rồi uống thuốc tây cũng không hết. Xong rồi đi bác sĩ nó cho đưa hai cái chất cortisone vào lưng. Đó là không, dạ, nó cũng không hết luôn. Rồi cái bây giờ cái hôm vừa rồi có người giới thiệu bác ông Lý Thái mà đến chữa một lần, thì thấy lúc đó chữa ngay xong á thì thấy nó khỏe ngay. Xong rồi về bây giờ nó lại bắt đầu là nó nóng hết cả người một buổi tối. Rồi, nhưng mà lúc mà Thái chữa cho chị có mua đá về đi chườm không? Dạ chưa có biết ạ. À, không nghe anh Thái giới thiệu hả? Dạ không ạ. Seruma. Nếu mà lúc đó nói thiệu thì cũng không biết là ở đâu. À, rồi, được rồi, bây giờ mời chị. Sổ. Có đau không? Dạ, nó hơi vướng chút. À. Rồi là đứng lên nó khó khăn. À, đứng rồi chị ngồi xuống thì chị đứng lên tiếp tục coi có khó khăn lắm không? Rồi đứng lên coi. Rồi chị ngồi xuống đứng dậy là đứng dậy thì hơi khó khăn. Dạ. Xin mời chị, cảm ơn chị. Dạ, em là chị Dung. Dạ. Còn 2 tháng nữa là em vừa được 60 tuổi. À. Dạ, em ở Manavale, có nghĩa là gần chỗ Disneyland. Dạ, em bị thì tính ra đó thì bây giờ đó là gần 10 năm rồi. Nhưng mà bệnh thì nó di chuyển chứ không có phải là bị... Bắt đầu thì không phải là thần kinh tọa, nhưng lúc đầu là nó bị ở gáy trước. À đúng rồi. Em bị ở gáy là bắt đầu lần đầu tiên em đi vô khám tổng quát ở nhà thương đó là 2006. Thì bây giờ đến hôm nay đó thì 2016 rồi là gần 10 năm trời. Nhưng mà ở nhà thương thì em nằm nhà thương lớn ở Paris là nó cho em vô 2 lần nhập viện, là một lần là 2006 cho ở 10 ngày, rồi 2009. Thì nó nói là trở lại bệnh cũ, nó lại cho em vô nhập viện nó 12 ngày. Nhưng mà khi em ở đó thì em rất là bực bội, là tại vì nó không có chữa cái bệnh gọi là cái bệnh của mình bị, mà nó cứ chữa tổng quát cho em, có nghĩa là nó cứ đưa em đi khám, ngày thì khám phổi, ngày thì khám tim, rồi ngày khám đủ thứ, rồi làm chích đủ thứ. Nhưng mà đến ngày cuối cùng thì nó hỏi em là bây giờ mày đau cái gì, thì em nói bây giờ thôi, hiện tại bây giờ cái gì đau nhiều nhất. Thì em nói thì bây giờ nếu mà tôi đau thì giờ nó đau tổng quát, bây giờ ông hỏi cái đau nhiều nhất thì cái đau cái gì, bây giờ đau nhiều nhất là cái lưng. Thì cái nó cho em, nó nói được rồi, ngày mai nó sẽ chích cho em, rồi đến ngày mai nó thử máu thử gì xong, thì 6 giờ sáng nó thử máu xong rồi nó đè ra, nó chích infiltration, nó làm chích 3 mũi vô 3 cuộc sống của em, rồi xong thì ngày mốt nó làm giấy cho em đi về. Thì em thấy là nằm nhà thương em thấy chẳng có một cái gì gọi là đặc biệt hết, tại vì tết nên như em đau là bắt đầu lúc đó em đau cuộc sống lưng, rồi em đau lưng, rồi em đau cái gáy, đau cái vai, đau cái chân, mà nó sẽ hỏi mình là cái nào nặng nhất, thì giờ em không biết, giờ em không biết đặt là cái nào nặng rồi, nhất. Okay. Em lúc thì cuối xuống thì em lại bị đau ở đây. À đau nhiều không? Dạ đau nhiều lắm. Rồi giờ đứng dậy. Mà đứng lên đó thì hơi khó, là mỗi lần đứng lên thì phải kiếm một cái gì để mà đứng lên, thì khi mà đứng lên thì bắt đầu hai cái đầu gối này với lại cái phía đằng sau này thì nó lại bị đau. Ok. Nhưng mà lúc xưa trước đó, thì em bị lại không phải như vậy. À. Mà cái bệnh này nó lại bị từ cái lúc mà mới bắt đầu từ tháng 12 đến nay. Rồi. Là có nghĩa là cái bệnh của em nó bị di chuyển. Rồi. Nhưng theo cách năm 2014 là cách đây 2 năm đó, thì em làm em đó ở nhà thương đó, thì nó cho em biết là em bị xương cột sống lưng của em nó bị mò. Rồi bây giờ nó dẹo bạn qua một bên. Là bây giờ nó nói là cái đĩa đệm của em đó, bây giờ nó mò tới 4 cái đĩa đệm, là từ N3, N4 và N5. Okay. Là S1. Là bây giờ nó nói cái em là bây giờ xương sống đó. Thì em nghe bác sĩ nó trả em là tại vì nó nói người Á Châu mình đó, ăn uống không có đầy đủ chất dinh dưỡng. Thì bây giờ xương cốt thì nó mò hết. Rồi xin mời các bạn. Thấy chưa? Đây. Dạ. Nhìn cái chân nè. À, dạ. Chân mới đi dài hơn, chân mới đi ngắn hơn. Được chưa? Rồi. Thì bị lệch rất là rõ ràng. Dạ. Đây. Hay quá. Dạ. Thấy chưa? Dạ. À, lệch rất nhiều. Và cái đầu cái mắt cá này nó như vậy. Dạ. Mọi người nhìn thấy chưa? Thấy rồi. Rồi, chị bỏ chân xuống. Và mọi người nhìn tôi điều chỉnh này nha. Đây. Đưa hai cái nè, mọi người đây nhìn tôi điều chỉnh này ha. Là tôi để vô cái kẻ ngón 4 năm ở đây. Thấy chưa? Và khi để kẻ 4 năm xong rồi á, là tôi bấm sâu vô nè, và tôi để 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi, bây giờ chị thấy khi mà tôi bấm vậy chị có cảm giác gì? Tê tê rút rút ra ha. Và mọi người xem tôi đo chân lại ha. Chị ngồi thẳng lưng đi. Rồi, mọi người thấy sao rồi? Đó, nó khác à? Khác. Dạ. Chung ý khác. Rồi, rồi. Này cái gót này, gót này khác nữa. Chênh lệch nhiều hơn hồi nãy. Đó, rồi. Ok. Thì bấm vô xong là tại vì nó đẩy lên trên cái thần kinh của não á, và nó làm cái lực và nó chuyển xuống đây. Thành ra chúng ta thấy kết quả liền ngay lập tức. Còn chị đây. Rồi, mọi người nhìn nha. Đây đưa hàng không? Khoan đưa chứng. Phải. Nãy đã đưa rồi. Rồi mọi người nhìn đây nha. Ngón 4, ngón 5 ha. Ngón 4, 5 thấy chưa? Thế tôi đặt vô chưa? Giờ tôi đẩy này nha. 4, 5, 6. Đau dễ sợ. Mỗi lần chị rung mình vậy á. Là cái cuộc sống nó chỉnh trở lại. Rồi tê luôn. Rồi tê luôn phải không? Dạ. Rồi bây giờ chị vui lòng cho tôi mượn hai chân chia lại. Đây. Rồi mọi người nhìn đây. Rồi ngồi thẳng lưng lên đi. Dạ. Rồi mọi người nhìn thấy cái gì đây? Trời ơi. Trời sao nó bằng lợi rồi. Rồi. Thấy chưa? Dạ. Là nó, mà chị có cảm giác liền không? Đau lắm mà. Đau lắm. Rồi, dạ, đau mọi lắm. Người xin vui lòng tránh ra hết video này đi. Dạ, cảm thấy như là lúc thầy bấm vô đó, nó cảm làm như như là điện nó giật mình vậy đó. Rồi, chị bỏ chứ. Rồi, rồi mọi người vui lòng tránh cho tôi. Rồi, rồi đứng dậy đi. Nó nhẹ người, nó gọn. Gọn gàng liền. Không có rung nữa. Chị thấy sao rồi? Nó dễ hơn rồi. À, dễ mà đó. Lúc này chị ngồi dậy chị thấy nó nhẹ nhàng hơn đúng không? Vâng. Rồi xin cảm ơn chị. Rồi một lần nữa. Rồi chị cho biết cảm giác gì sao? Cảm giác là nó nhẹ hơn hồi nãy và nhanh hơn hồi nãy, nhưng mà không có đau. Nhưng mà mỗi lần em đứng xuống ngứng lên thì em nghe cái đầu gối anh nó kêu rắc rắc vậy. À rồi xin cảm ơn chị. Bí mật nhất là ngũ bội tâm tinh. Nhưng mà mọi người thấy có một cái điều này nè, là những cái mà tôi làm á, thì thường thường những người thầy thuốc người ta làm này làm nọ ta giấu, còn này tôi chỉ rõ ràng. Mọi người thấy cứ làm đúng vậy, cho nên tại sao mà cái phương pháp nó đơn giản dễ dàng như vậy ha. Thì bây giờ tôi sẽ bấm lần lượt ngũ bội tâm tinh gì này, bấm bực ngũ bội tâm tinh gì này, để mọi người sẽ thấy cái kết quả nó thế nào ha. Rồi nhìn đây, tôi bẻ cái ngón tay, mọi người chú ý nha. Là mình không được bấm ở ngay cái đầu này hoặc là ở bên phía này. Vì ngũ bội tâm tinh là gì? Ngũ bội tâm tinh là cái kẽ giữa của cái đường kề sen kẽ này nè, giữa của ngón tay, ngón chân và bàn chân. Thì cái bấm của mình á là làm sao sen được cái kẽ đó. Và muốn á, mà làm cho có kết quả đó thì cái chân này thì phải co lên. Co lên đó. Thấy chưa? Vì sao mà co? Vì khi cái dây thần kinh tọa nó chạy dài xuống nè, ta làm co vậy nó mới căng lên được ha. Và khi bấm thì ta co cái chân này lên. Thì mọi người thấy cái này cũng co lên, và ngón chân này cũng co lên. Và tôi thì tôi bấm khác mọi người, tại tôi bấm lâu rồi. Thì tôi sẽ bấm cái đai tôi là như phím đàn ha. Và mọi người thấy nè, bây giờ tôi cái ngón út ở đây ha. Thì tôi cũng lắc ngón út, nhìn đi nè. 2, 3, 4, 5 theo. Rồi tới ngón kế này áp út thì tôi cũng bấm này. 1, 2, 3, 4, 5. Và cái ngón giữa tôi cũng bấm ngón giữa. Thấy chưa? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi tới cái ngón trỏ này tôi cũng bấm ngón trỏ. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi tới cuối cùng là tôi bấm ngón này là tôi bấm là 1, 2, 4, 5 là ngón này. Bây giờ trở lại tôi bấm đó là một lần. Mọi người nhớ nha, là để hơi mình làm á, là một lần là 5 cái. Giờ tôi bẻ nó lên, bẻ lên, bắt đầu nghe nó đau cái gì ha. Dạ. Tại sao biết không? Nó làm cho căng nó hết đi. Nó đi tới đây hả? Đó, nó lên tới đó. Nó chạy lên tới đây rồi. Rồi chạy lên nó tới đó. Nó đau ở đây mà hồn rồi nó chạy lên tới đây. Nó lên chỗ này, cái chỗ này nó nhói lên. Rồi, bây giờ xem cô nó chạy tới đầu nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ bấm tiếp nè. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Thấy không? 1, 2, 3, 4, 5. Thấy không? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tôi bẻ lên cái. Bây giờ cảm giác làm sao? Tê tái.
Dạ. Nói hết được luôn. Nói hết được luôn. Mọi dạ. người biết á là đau quá trời. Đau lắm. Dạ, nhưng mà cái chỗ này lại không có đau nữa. Không đau nữa. Dạ, em không biết tại sao như hồi nãy thì nó đau ở đây nhưng mà nó chạy ở tới đây thì chỗ này nó giật một cái. Nhưng mà lần này thì rồi. Dạ, nhưng mà lần này đó thì cái chỗ này nó không giật nữa rồi. Không còn giật nữa. Dạ, nó im luôn. Và tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem cái bấm của bà Lịch mà không ai mà hồi xưa người ta cứ thấy bấm. Thì mọi người thấy bà lấy cái tay nè. À. Thấy không? Trời ơi. Nó như cũng là bấm đàn vậy đó. Thấy xong rồi đó. Thấy không? Thì thấy cái lần thứ ba này thấy sao? Chị run quá nè. Thấy chị run quá trời. Dạ, đau quá trời. Đau. Đau hết muốn nổi luôn. Bị đau như vậy á. Dạ, đau quá. Nó điều chỉnh xuống lên đó. Nhưng mà lạ một cái gì nè. Là khi mà chúng ta làm đau vậy đó. Nhưng mà sau khi á, chị đi bước ra, chị đi nhẹ hẳn giống như cái người đi trên mây vậy. Nó hay lên chỗ đó. À, rồi bây giờ cái đó là ngủ bội. Dạ, là chúng ta rồi. Bây giờ tự dưng mấy ngón chân dạ, làm như nó không còn một cái sức chịu đựng của một cái bàn chân nữa đâu. À. Tự dưng nó nhẹ hẳn ra luôn này. Mà hồi nãy rất là đau lúc mà nó đau, nghĩa là đau nó đi tới hết tới trong người mình luôn, nó nói không được luôn. Nhưng mà bây giờ khi mà thầy buông cái ngón tay ra đó thì tự dưng cái cảm giác cái bàn chân mình nó nhẹ hẳn đi, giống như là mình không còn cảm giác là cái gón chân của mình nó liên hệ với cái bàn chân mình, nó thấy nó nhẹ hững hững như là nó mình bay trên mây vậy đó, nó nhẹ nhưng, cách lạ lùng. Nhưng mà chưa đâu, mới ngủ bội nha. Dạ, còn tam tinh nữa. Tam tinh nữa. Tam tinh là ở dưới gón chân. Ở dưới gón chân này, giỏi rồi đó. Dạ, coi đĩa của thầy rồi, trước khi đến đây đã coi đĩa của thầy rồi, cũng rồi. Tam tinh. Mọi người tam tinh đó là cái điểm và kẽ của cái ngón và cái bàn, nhưng mà mình nhìn thấy kẽ chưa? Và chúng ta dùng gì? Phải dùng ngón cái. Điều quan trọng là mọi người nhớ nha, là chúng ta phải cắt cái móng tay. Dạ. Nha. Mọi người nhìn tôi để nè, thấy chưa? Tôi đặt cái này vô nè và tôi để vô nha. 1, 2, 3, thấy chưa? Rồi tôi để ngón vô nè, mọi người nhìn này nha. 1, 2, 3, đơn giản thôi nè, để vô này nha. Thấy không? 1, 2, 3, tôi để vô nha. Rồi 1, 2, 3, thấy không? Rồi để vô nè. 1, 2, 3. Rồi khi 1, 2, 3 xong á, tôi bẻ lên một cái. Chưa. Nó hết đau rồi thầy. Hồi nãy nó đau quá, nó tê luôn. Bây giờ thầy bấm, giờ cho thầy bấm không trời hết ơi. Đau luôn rồi. À. Giờ cho thầy bấm thoải mái luôn. Vậy là hết rồi. Không phải đau, thuốc tê. Rồi bây giờ tôi bấm tiếp nha. Dạ. Rồi, 1, 2, 3. Giờ cho thầy bấm thoải mái luôn. Rồi, 1, 2, 3. Cái này bấm đau lắm. Đau rồi. 1, 2, 3. Rồi 1, 2, 3. Sau khi bấm xong á, là tao phải bẻ cái chân lên chút xíu. Hết đau rồi. Bây giờ thầy giống như thầy chích cái kim vô vậy thôi. Rồi bây giờ tao này 1, 2, 3. Rồi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thấy chưa? Chúng ta đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ tôi làm xong rồi, một cái chân nữa. Bây giờ khi mà tôi làm xong một chân á, thì chị này có cảm giác liền. Bây giờ chị bỏ chân xuống đi. Không, chưa, cái chân đó thôi, mới con chân à. Còn chân nữa. Rồi, bây giờ chị thấy cái chân chị nhúng nhúng, chị thấy chị sao rồi. Trời ơi, đã quá. Dạ, em thấy mình nhẹ luôn. Bây giờ cho thầy bấm hết sức của thầy. Thôi, bây giờ đau còn nữa. Chưa, ha, bây giờ còn chân nữa. Mình chưa làm. Thầy chưa làm, thầy. Rồi, bây giờ cái chân này cũng vậy. Mọi người nhớ cái bài tập chúng ta là co chân lên. Dạ. Cho nên, thì như thường thường mình là học á, người ta không chỉ, mình không biết đâu. Mình để chân thẳng ra, thì cái kết quả nó rất là khiêm tốn. Còn khi mình để như vậy là nó khác rồi. Bây giờ ta co chân cái này lên và bỏ cong cái chân này lên và cong cái ngón chân lên, thấy không? Dạ. Và tôi bấm cái này 1, cái chân này là 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nghe sao rồi? Chưa thấy đau gì hết. Mày chưa thấy đau gì hết á? Dạ. Cái chân đau á, nó cái khổ vậy nè, là cái chân khổ nhất là cái chân không đau, vì chân không đau phải chịu đựng cái chân đau đó. Cho nên á, là hồi nãy đau á là để hồi phục lại hết cái sức khỏe từ xưa bị mất, còn cái chân này mới là chân chữa này. Mọi người xem tôi bấm mất cái lần nhé. Bây giờ là thứ hai này nha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đâu có sao đâu. À, không sao là ngon rồi. Hay quá. Em thấy không có bằng một phần của cái mấy ngón chân hồi nãy á.
nhưng mà nó tốt rồi nha. Rồi giờ là tôi bấm tiếp đi nha. Mọi người thấy là có thế thôi. Bây giờ tôi bấm tam tinh. Rồi cũng như là tôi nãy tôi nói là 1, 2, 3 này. Tất cả các đĩa kia là đều có hết thầy. Có, ở trong đĩa có đủ hết đó. Mua hết rồi, sao hết rồi. Cái gì đó là vậy khỏi cần học đi về. Không, cũng phải học chứ. Nhưng mà ý học thầy như vậy. Rồi, mọi người sau khi thấy á, là tôi bấm ngũ bội tâm tinh xong á, thì tôi sẽ lấy hai chân lên. Hai chân lên, cái này co lên chút xíu, co lên. Thì khi co lên á, thì tôi sẽ làm gì? Tôi duỗi, 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 ha. Rồi xong rồi đó. Là bây giờ là tôi sẽ chỉnh một lần nữa. Tại vì này á, là như nãy tôi nói á, tao bị cột sống lưng thì sẽ bị cột sống cổ. Giờ tôi chỉnh luôn cột sống cổ như vậy này, ha. Thì bây giờ chỉnh cột sống cổ, bây giờ quýnh hai cái là thấy khác rồi ha. Trời ơi, đau. Thấy không? Thì bây giờ làm dạ, điều vậy để tôi chỉnh luôn trên, đau, à, đau hết hai cái nữa, đau. Và cái để mà chỉnh cột sống cổ là cái ngón giữa nè. Mọi người nhìn tôi làm nè. Dạ. Rồi, bỏ chân xuống đi, bỏ chân xuống đất. Rồi, xong rồi đem đưa chân lên đây. Rồi, mọi người nhìn hai cái chân chị này nha. Nè, đây, duỗi. Ây da. Đây, mọi người thấy bằng hết chưa? Dạ bằng, hay quá. Rồi, chưa đâu, mọi người xuống đi. Rồi, mọi người tránh giùm tôi chỗ này. Đứng dậy đi, cứ ngồi tự nhiên. Rồi, đứng dậy. Rồi, ngồi xuống. Đứng dậy. Rồi, chị nói sao rồi? Nhẹ nhàng. Nếu mà hồi nãy mình nói là mình đau 10% nó thì vậy em có thể nó lên tới 7-8, chứ em nói chưa có hấp tới 10, nhưng mà em nghĩ là cái cảm giác mà đau đó nó lên tới 7. Bây giờ là nó xuống tới 7 rồi, bây giờ em chỉ còn 3 phần thôi còn đau. Rồi, chút xíu sẽ giải quyết 3 phần còn lại. Dạ. Nhưng em khó nhìn cái hồi nãy tôi nói là sau khi bấm xong thì hai cái này co lên. Đó, chỉ cứ đạp lên thôi. Và tôi sẽ bấm cái chân của chị này trước là bằng cách gì, tôi cũng co chân lên, mọi người để ý nha. Dạ. Khi tôi co lên thì tôi nắm cái cổ chân co lên và cái này tôi cũng bẻ lên, thấy chưa? Dạ. Và tôi bẻ lên chị hít sâu, thở sâu, có gì đâu, chị đừng có cảm thấy mà cái bằng chị này nó diễn tả rồi chị thấy hờ hết hồn ha, nhưng mà không có sao đó em. Gồng, chị nói gồng. Gồng chi, gồng đâu có gì đâu. Rồi tôi bấm hết một cái rồi, đúng không? Mà chị thấy nghe đau chưa? Đã chưa đau. Đấy, thấy chưa? Thấy không bây giờ? Bởi vì chị thả lỏng ra đi. Dạ, vậy tôi tắm lần này á, là lần thứ hai rồi nè. Dạ. Đâu có gì đâu. Dạ. Bây giờ tôi bấm lần thứ ba nè. Dạ, giờ mới hơi đau. Hơi đau chút hả? Dạ. Chị này chị nói hơi đau chút xíu. Vì nguyên tắc á, là mình bấm 5 cái. Mà mỗi cái 5 cái mà mình làm 3 lượt. Nhưng chị này chị nói bây giờ mới đau thì mình phải chăm bấm thêm cái thứ tư. Tại vì là lúc hồi nãy nó không có nó giống như nó liệt vậy. Bây giờ bắt đầu nó mới hoạt động lại. Bây giờ là thầy nói là bị nặng đó thầy. Tính nó không cảm giác là nó đúng đau rồi. Nó cảm bây giờ khác rồi thấy chưa? Dạ, giờ mới thấy đau. Bây giờ mới thấy đau ha. Dạ. Đó. Và nếu vậy thì ta không phải làm 3 nữa mà không phải làm 4 nữa mà làm 5 luôn. Đấy. Đấy nè. Đó, bây giờ bắt đầu rồi. Thấy không? Thì làm 5 cái luôn. Rồi ok rồi. Và nghe đau ha. Bây giờ tôi bắt đầu bấm tam tinh ha. Rồi, mọi người nhìn đây tôi bấm nè ha. Rồi 1. Mới đau. Bây giờ mới đau. Dạ. Bây giờ nó sẽ đau từ từ mà. Dạ. Phải không? Cái này giờ đau không? Bấm vô. Dạ, hơi. Dạ. Hơi thấy không? Tức là chị này là chị như vậy là nó cũng nặng lắm á. Dạ. Cho nên là bấm vô á là chưa ăn liền. Dạ. Mà một chút xíu bắt đầu nè. Dạ. Cái thứ tư nè. Cái này cái thứ tư nè bắt đầu mới thấy đau. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ bắt đầu tôi làm cái thứ năm nè. À, cái đó mới đau đó. Bắt đầu mới đau, thấy chưa? Thì cái điều quan trọng của người thầy thuốc á là khi mình chữa người ta đó là mình theo dõi cảm giác của mình.
thì mình dùng có một. Và mọi người nhớ là trên cái kia này lệch nhiều đúng không? Vâng, dạ, dùng nhiều. Dạ, lệch nhiều. Nhiều hơn gì kia. Và giờ tôi bấm 3 cái. Dạ. Đó, chị thấy sao rồi? Vừa vừa thôi. Dạ. Thì tôi cũng làm vừa vừa thôi. Nó có chạy lên tinh đích không? Nó có chạy lên à? Thưa bà thầy, thưa bà thầy, thế nếu mà người ta bị đau gút rồi mới đầu óc nó cản rồi sao thầy? Bị arthrose người ta bị đau gút là đắt lắm. Còn học nữa. Ông kỳ quá, mới học chứ muốn học hết nghề. Ok, và khi ta bấm như vậy xong á, về chúng ta sẽ đo chân chị lại. Mọi người lùi lại cho tôi. Rồi mọi người nhìn đây nha, khoan, bỏ chân xuống đi, chị bỏ chân xuống. Rồi đưa chân lên, hai chân lên. Nhìn nha. Đây. Xem cái quần này lên tí xíu. Ok. Rồi, thẳng ra, ngồi thẳng lưng ra. Tôi kéo chân vô từ từ, mọi người nhìn thấy gì? Đây chưa? Hai chân bây giờ bằng lại hết rồi, thấy chưa? Đâu móc cá nó bằng nhau rồi. Và chưa? Bây giờ chị này chỉ đi qua bên kia, chỉ nói cái cảm giác. Rồi đứng dậy. Ồ lẹ quá vậy. Trời. Rồi đứng dậy. Trời ơi. Rồi, chị nói cái cảm giác làm sao? Thấy là nhẹ lắm, nhưng không phải là chân của mình nữa. À. Trời ơi. Rồi, xin cảm ơn chị. Chặn vô cái đầu trong cái bẹn này, thấy chưa? Rồi, cái người bệnh á là khi mà em cầm cái đây, em cầm cái gối, em kéo vô. Và cái người bệnh á sẽ tự mình cầm cái gối và kéo sát vô. Rồi mình là chỉ là người phụ thôi. Và khi em xuống như đó là thở ra đến 1 tới 10. Đó, đứng góc đó, anh thấy anh qua cho phim sớt nha. 1 tới 10 rồi thả ra. Rồi hít vào. Rồi, làm lại, làm tiếp lần thứ 2. Rồi, thổi ra. Rồi, 1, 2, em lấy tay vô, em chặn vô. Đó, thấy không? Rồi, xong cái là thả ra. Thì khi mà ép vô bụng á, thì thở ra. Khi bỏ chân ra ngoài, thì hít vào. Rồi làm tiếp. Rồi làm tiếp. Rồi 3. Rồi người bệnh sẽ chủ động kéo vô. Rồi. Rồi mình phụ. Rồi. Rồi cái thứ 3. Rồi cái thứ 4. Ép vào. Rồi đó. Rồi thả ra. Rồi. Cái thứ 5. Cái ba lông hả? Có dịnh ba lông không? Cái bành. Rồi. Rả ra. Rồi để chờ chờ kia. Không có mình dịnh. Cái bành cố cầm tay. Cái mình ra. Rồi. Ép cái thứ 6. Thổi ra. Rồi. Bỏ chân xuống. Đó, đúng rồi đó. Hít vào. Rồi, ép cái thứ 7. Hít vào. Thổi ra. Rồi. Thổi ra. Rồi. Hít vào. Ép cái thứ 8. Thổi ra. Thổi ra. Bỏ xuống. Hít vào. Ép cái thứ 9. Thổi ra. Thổi ra. Dạ em cảm thấy là những cái gì mà mình nãy mình cảm thấy khi mà trước khi mình tới đây đó thì mình đau nặng đau nhất chỗ nào cũng đau hết, bây giờ thì em chỉ thấy cái lưng nó mới đau tại vì cái bàn nó cắn cái bàn sống nha. Nếu mà cái bàn nó cắn thì bây giờ mình cho ta nằm sấp. Rồi nằm sấp vô, quấn cái này lên để cho nó gọn gàng. Rồi mọi người nhìn đây ha, là cái phương pháp của bà Bùi Thị Lịch đó, đặc biệt cái gì biết không, là khóa nhị môn. Thì mình nhìn cái hai cái này nè, ở đây nó có cái khóa nhỏ, cái khóa lớn. Thì bây giờ mình nhìn cái lỗ ở đây, mình sẽ đặt vô cái lỗ này, thấy chưa? Và đặt cái lỗ vô và mình lấy cái tay ép vô này. Khi ép vô rồi, mình sẽ đưa cái ngón cái chân này lên đây. Thì mọi người thấy nè, nó cứng nè. Mọi người đừng có đè mạnh nha, lấy cái tay đây lên nè, lấy cái tay đi, em thử. Đừng đè mạnh. Em thấy cái độ căng không? Thấy chưa? Thì cái độ căng đó khi mình biết rồi thì sẽ đính ngay cái điểm này. Thấy chưa? Rồi bỏ chân ra dùng cho tôi đi. Rồi, cái hay của nó là khi khóa nhị môn
mà chà cái điểm này á, để cái điểm này á, thì nó sẽ làm mềm cái chân lại liền. Đây, à. À, rồi mọi người xem đây nha. Thành ra là cái độc đáo của nó là đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi ở đây á, là tôi ấn thêm chút xíu nữa. Rồi, mình sẽ thấy nó giống như một phép lạ vậy đó. Bây giờ em nắm cái này em kéo vô thử coi. Trời. Nó mềm không? Vậy nhưng mà đừng nếu có làm tay quá. Nhưng mà em thấy nó mềm chưa? Mềm hơn hồi nãy. Nó mềm hồi nãy á. Rồi. Và khi nó mềm hồi nãy á, nhấn mạnh. Mình để như này, đây nhìn thấy chưa? Để tôi xoay nè. Mềm. Và nó làm cho mềm. Rồi bây giờ bỏ chân ra. Bây giờ tôi sẽ dùng cái phương pháp tiếp là gì? Quay chân. Mình nhìn đây nha. Đây, quay ấy, thì phải quay từ ở bên đây vòng qua đây. Vừa vô trong này, quay về này. Không được, quay như vậy. Quay về là nó trật cái bán. Nhớ chưa? Rồi, mọi người sẽ xem tôi quay trong này, tôi quay nè. 1 2 3. Bên kia cũng quay đi nha. Dạ, quay. 4 giống như dance classic. 5. Nhưng mà khi mà làm cái 5 xong rồi, bắt đầu cái thứ 6 á, là cái tay mình quay á, là mình phải ép vô chút này. 1. Thấy chưa? Thấy tôi ép không? Ép sát đứt. Nè, sát đứt. 2. Thấy chưa? Ừ. Rồi 3. Thấy chưa? Dạ. Rồi 4. Thấy chưa? Thấy càng ngày càng sát. Thấy chưa? Thấy 5. Đập cho một phát. Một cái đột ngột. Thấy chưa? Dạ. Rồi, bây giờ mọi người thấy là đây bắt đầu mềm rồi nè. Hồi nãy là cái đoạn đầu mình tập trung cái mông bên đây. Bây giờ mình tập trung cái mông bên đây. Mọi người nhìn tôi quen này nha. 1. Tôi kéo rộng ra nè. 2. Thấy chưa? Sắp đụng cái đít nha. 3. Rồi 4. Rồi đụng đít rồi. 5. Rồi bây giờ mọi người thấy là bắt đầu cái thứ 6 là tôi ép vô mông nè. Tôi ép vô mông nè. Thấy chưa? Rồi ép vô mông nè. Rồi tôi ép tới 9 nè. Rồi tôi tới cái thứ 10 nè. Ờ, vô luôn rồi. Nên đây cứng thôi luôn, đau. Ồ, nó dẻo quá, nó dẻo. Dẻo rồi. Yeah. Thấy chưa? Rồi, bây giờ là ở đây bắt đầu em làm. Em dính cái tay này, khoan. À, rồi em kéo cái này vô. Để coi đo nó cái đích nào. Nhẹ nhàng nha, đừng có thêm thấy căng không? Căng, chỗ sao quá. Dạ, căng này nó cực đau. Rồi đau. Căng kệ nó. Rồi, bây giờ để này chân này xuống. Em nắm cái tay. Không chặt cái này. Không phải cầm cái dù vậy mà cái tay phải nắm vậy, đừng có nắm vậy giống như đục chúng ta. Rồi thẳng lên ha. Rồi tay trái ha, tay trái đó. Nhưng mà tay em xoay được, tay làm bánh hay lắm, mình biết từ mắm quậy gọi bột hay ra quậy bột. Tay này bằng đau đây nè, tay này em hả? Hay gì thế cô kia? Thôi đi. Rồi, à, rồi đúng rồi. Rồi đè này đi. Rồi ngoái giỏi đó. Thầy Châu, cái này thầy Huyệt Hoàng Kiều. Dạ Hoàng Kiều. Mày có phải đếm bao nhiêu lần không thầy? 15, 20 cái vậy đó. Rồi, bây giờ em lấy thở cái ra. Em bấm ngay cái huyệt này. Huyệt là quỷ trung. Ở giữa ngay chính giữa. Rồi làm cho mềm đó. Cái đầu bự hả? Trên chi đầu nhỏ. Đầu bự, đầu bự. Cái việc ở dưới bông ở chỗ nào không? Đau quá. Cái điểm hộ này, quý tư yếu. Rồi, em lấy cái này em đo. Rồi, bây giờ em cầm cái này ra vô. Em kéo vô, thấy dễ chưa? Dạ rồi. Rồi, bây giờ mới quay qua đây. Rộng qua đây nha. Vấn đề đó. 1. Rộng ra. 2. Thấy chưa? Rộng ra. 3. Thấy chưa? Đeo. Rồi 4. Nhẹ nhàng thôi. Mình không cần gì gấp. 5. Thấy chưa? Lần lần nó xuống không? Rồi bắt đầu cái thứ 6 thì bắt đầu em có thể sâu xuống rồi đó. Mà đây là cái điểm để mình là ép đó. 7. 8. 9. Đạt đúng. 10. Rồi bây giờ em vô đây. Đập mạnh vô. Đây nè. Đúng quá. Cái này mình vô nè. Cho mấy bài đáp xuống. Thấy chưa? Rồi bắt đầu mình gặp tiếp. Em xoay. Nhưng mà cái này mình lấy cái mông này làm cái điểm. Rồi 1, quay rộng ra. 2, đó, tay khéo. 3, 4,
5, rồi bắt đầu cái thứ 6 là bắt đầu em ép sâu vô bông bên đây. 7, 10 thấy chưa? Thấy hoàn toàn khác đấy em. 8, 9, mời bên bên đó là tốt không? Rồi, đó. Còn hơi nhát tay. Rồi bỏ hai chân ra. Rồi hai chân này ép vô. Và chúng ta sẽ làm gì? Để cân này, thấy chưa? Nè, cân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, rồi. Rồi, bây giờ bình tĩnh. Ngồi lên từ từ. Nằm nghiêng người. Chúng tay lên. Rồi, bây giờ lần lần bước xuống đây, mọi người chú ý nha, tránh hết cái đường đi qua đây, đi qua đây. Đóng xe qua đây, rồi mọi người nhìn đây nè, chú ý, chú ý. Rồi rồi, đừng nói chuyện. Rồi mọi người chú ý nha, tôi sẽ nắm hai tay như này, mời người này, chỉ là chụm chân lại, chụm. Đó, chùm sát vậy đó. Và khi chị ngồi xuống á, coi chị cái ghế, cho lấy dùm cái ghế. Rồi, mọi người nhìn để ý nha. Là còn mình á, lão đứng vậy. Mình mà đứng vậy, bà kéo mình ngồi một. Nè, thành ra mình phải chân trước chân sau. Rồi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Ngồi thẳng xuống luôn. Thì co giờ, co đầu gối. Đừng có ngại. Rồi ngồi xuống, rồi ngồi xuống dưới đất luôn. Ngồi bẹt cái đít dưới đất. Đó, đúng rồi, đất luôn. Mọi người thấy không? Dạ. Rồi bây giờ tôi kéo lên. Một. Rồi, ngồi xuống đi. Chị đi chị không bao giờ chị ngồi được, ngồi chị ngồi được vậy. Rồi hai. Hai. Rồi ngồi xuống đi. Ngồi gì lẹ vậy? Rồi đứng dậy đi. Rồi cái thứ tư tôi cho thì ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Rồi, bây giờ chị đứng dậy, tôi chỉ nương thôi, chị ngồi nè. Ôi trời. Đấy, ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Rồi, tôi chỉ cơ cầm cái tay cho tôi, chị ngồi thử, chị ngồi. Không. Ok. Rồi. Đây tự động chịu xuống đứng dậy thoải mái, không còn món ngon ngon lành, không còn ngày gì nữa đấy. Đi ngồi xuống đi. Rồi nó mau rồi chịu khó chắc ăn tầm rồi đóng xe rồi hay quá. Rồi bây giờ chị nói cái kết quả gì đi. Bây giờ sao rồi chị thấy sao? Dạ thì em thấy giống như là em là người bình thường. Tối nay con nhảy disco được nữa. Rồi, xin cảm ơn. Con biết gì đó thầy. Thật sự phải phải nói là công nhận là magic thật sự nha. Magic. Đứa gì? Mọi người nhìn tôi nè. Rồi, tôi nắm hai cái cổ tay như này. Chị bỏ hai cái sát cho đây. Rồi, và chị ngồi xuống tự nhiên. Đó, rồi chị ngã ra, chị ngồi dưới đất, rồi chị ngồi lên đứng dậy, một, nè, rồi ngồi xuống đi, thoải mái thôi, không có gì hết, rồi đứng dậy, hai, rồi ngồi xuống, rồi xuống, đứng dậy, ba, rồi ngồi xuống nữa, rồi bây giờ chị định thử chị ngồi dậy nha, rồi ngồi dậy đi, đấy, rồi ngồi xuống, mì ngon, nhanh, em ngồi xuống, rồi đứng dậy đi, đó. À, đi nương nhẹ một phần là tôi thôi. Bây giờ chị có thấy một chút nhẹ cho mình. Đó, bây giờ mình khác rồi. Xếp cái đất được không? Xếp cái đất. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Rồi, bây giờ chị cảm giác sao đây? Cũng thấy là đã nhẹ rồi, hồi nãy nó đau quá rồi. Rồi, xin cảm ơn. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu,
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502. 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206. 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.